Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Dậu, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Hạ Hỏa, ngày Đinh Dậu tức can khắc với chi, có nghĩa là họa khắc với kim, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm Sơn Hạ Hỏa, Kỷ Tuổi, Tân Mão, Quý Mão, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là Tuổi, Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa đó. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành kim cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Nguyệt Kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao Thiên Địa Chính chuyển, kỵ khởi công, động thổ, sao Phủ Đầu Giáp, kỵ khởi công, động thổ, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái và xây bếp. Và đặc biệt ngày mùng 5 tháng 9 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, cho nên dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này gây ra những cái sự ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi Tý. Vì vậy, bản mệnh tuổi Tý phải hết sức cẩn trọng trong ngày hôm nay. Bạn đang có kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh và thừa cơ bạn không để ý để ném đá giấu tay, gây trở ngại cho cái công việc của bạn đó bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bản mệnh luôn nghiêm túc với những gì mình làm thì sẽ ảnh hưởng cục diện này cũng không phải là lớn với bạn. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ cái con người của bạn và chẳng ai lại tin những cái lời dối trá vô căn cứ cả bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bản mệnh tuổi Tý, lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy mở rộng các mối quan hệ của mình để hòa nhập hơn với tập thể. Có như vậy, không chỉ khiến cho tinh thần của bạn trở nên vui tươi, lạc quan hơn, mà còn có được người giúp đỡ bạn vượt qua những cái khó khăn, trắc trở trong công việc.
trong cuộc sống nữa bạn tuổi Tý nhá. Và đặc biệt trong ngày mùng 5 tháng 9 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi Tý trong ngày này không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhá. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông để hạn chế những cái rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim gặp kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy làm việc cẩn thận, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa mở rộng quan hệ, tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ được tin tưởng, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc không nên tiêu cực nhá. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên với bạn tuổi Sửu, bạn đang tạo dựng được những cái uy tín với mọi người, một phần là nhờ cái bề ngoài điềm tĩnh và không kém phần lạnh lùng ở bạn. Và bạn mệnh tuổi Sửu là người có tài lãnh đạo, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới cái sự thành công nhờ cái sự quyết đoán ở mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đã là người đứng đầu thì bạn cũng cần phải trò chuyện, tiếp xúc với nhân viên nhiều hơn. Ngoài vẻ bề ngoài quá mức khó gần ở bạn khiến cho nhân viên cảm thấy ái ngại, và bạn tuổi Sửu, bạn hãy chú trọng quan sát và tìm hiểu để biết được cái điểm mạnh của mọi người bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại được tốt đẹp, cái mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng là hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu đi nữa, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình của mình. Bạn tuổi Sửu, bạn biết rằng đó là gia đình, là hậu phương vững chắc, tiếp sức cho mình vượt qua mọi khó khăn, sóng gió ở bên ngoài nữa rồi đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim được cấp dưới tin tưởng, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy nên cởi mở hơn, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa có tài lãnh đạo, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ yêu thương gia đình, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc quan sát mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Dần phải trải qua một ngày làm việc cực kỳ là áp lực với mình. Và bạn tuổi Dần nếu không biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy, nghĩ gì làm nấy thì rất dễ gây ấn tượng xấu với người khác, làm ảnh hưởng tới cái tiền đồ của mình về sau này đó bạn tuổi Dần nhé. Bạn tuổi Dần, bạn cũng cần phải chú ý tới tác phong làm việc của mình, tuân theo cái sự sắp đặt của lãnh đạo, chứ không nên một mình một ý, tỏa cái thái độ chống đối một cách công khai, và tập thể là một cỗ máy mà các bánh răng cần phải ăn khớp với nhau đó bạn tuổi Dần nhé. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày
có kim khắc với mộc, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần lại không được tốt cho lắm. Tình cảm của bạn và người nhà chưa chắc đã được yên bình, đôi bên có thể xảy ra cái sự xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số cái vấn đề nào đó trong cuộc sống. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Dần là bạn hãy đặt cái vị trí của mình vào cái vị trí của đối phương và thử thay đổi cái góc độ suy nghĩ của mình xem sao bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy không nên nóng nảy, tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa tránh va chạm với mọi người, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ chấp hành mệnh lệnh, tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc chống đối với cấp trên, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim gia đình không yên bình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa Mão Dậu. Cho nên với bạn tuổi Mão, có thể dù là bạn rất thông minh, nhanh nhẹn và có được cái giác quan nhạy biến, nhưng bản mệnh lại quá kiêu ngạo, thậm chí sẵn sàng gây gỗ, tranh cãi với những người có ý kiến trái chiều với mình trong ngày. Và bạn tuổi Mão, bạn không thể bắt ép người khác có cùng một cái quan điểm với mình, bởi mỗi người là một cá thể độc lập, có một cái suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn người khác nghe theo ý của mình, bạn hãy trình bày ý kiến một cách thuyết phục bạn tuổi Mão nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại có được cái sự may mắn trên cái lĩnh vực về tài lộc với mình. Đối với những bạn làm nghề tự do thì có thể sẽ được thưởng một cái khoản kha khá trong ngày hôm nay. Còn đối với những ai buôn bán sẽ có được một ngày buôn may, bán đắt, khách hàng nượp nượp đến với mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, thông minh, nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, coi thường người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, buôn bán đắt hàng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, thích hợp đầu tư. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn, bạn đang nhận được cái sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng đôi khi bạn tuổi Thìn lại thiếu đi cái sự tin tưởng vào chính bản thân mình, thành ra bạn hay do dự, mà một khi đã băn khoăn thì bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được cái quyết định cuối cùng đó bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, bạn vốn là người rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế những ai làm những cái công việc như là kinh doanh, buôn bán, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra những cái quyết định về làm ăn với đối tác, đừng có chần chừ quá lâu khiến cái cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc với mình đó bạn tuổi Thìn nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, bản mệnh cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn lại có phần được tốt đẹp. Bạn và nửa kia luôn duy trì được tình cảm ổn định, hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những cái định hướng rất chi là chính xác,
trong những cái tình huống khó khăn trong công việc, trong cuộc sống nữa đó bạn tuổi Thìn nhá. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa được mọi người tin tưởng, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ hay chần chừ, do dự, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc nên hợp tác đầu tư, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim tình cảm hòa hợp, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy tin tưởng nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang nhờ có được chính tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tỵ có được cái cơ hội thừa hưởng một cái khối tài sản kha khá trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tỵ có thể bạn sẽ được nối nghiệp gia đình, tiếp tục đưa gia đình phát triển đi lên trong tương lai nữa rồi đó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này, nếu như là bạn làm nhân viên, công chức, bạn có thể được thăng chức hoặc là tăng lương nhờ những cái sự cố gắng trong suốt cái thời gian vừa qua của bạn. Đây cũng chính là một trong những cái ưu điểm nổi bật của bạn tuổi Tỵ. Bạn được cấp trên công nhận và hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa phát huy những cái ưu điểm của mình trong tương lai bạn tuổi Tỵ nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn lại không được như ý. Và bạn tuổi Tỵ, bạn thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bạn mệnh không nên trút những cái cơn nóng giận lên đầu người thân thiết của mình một cách vô cớ như vậy. Bởi mọi cái hành động của người ấy chỉ xuất phát từ cái sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa thừa hưởng sản nghiệp, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ được tăng lương, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc cấp trên coi trọng, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim vợ chồng không hòa hợp, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy kiềm chế tính nóng nảy độ. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Ngọ khắc với kim, cho nên với bạn tuổi Ngọ không gặp được nhiều may mắn trong những cái mối quan hệ về tình cảm nhé. Ngày này, nếu như bạn đang còn độc thân thì bạn mệnh hãy bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ càng, đừng có nên vội vàng đến với một ai đó. Có thể cả bạn và người ấy đều chưa thực sự chắc chắn về cái tình cảm của mình đâu đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn mệnh có thể sẽ đau đầu vì cái chuyện con cái. Có lẽ bạn mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi và không hài lòng vì con cái của mình luôn cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi Ngọ, bạn nên nói chuyện nghiêm túc với con cái để cùng tháo gỡ, chứ không nên sử dụng vôi gọt, không nên dùng cái hình thức cứng rắn bạn tuổi Ngọ nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Ngọ đang có được cái điểm sáng trên cái lĩnh vực về tiền bạc. Những người chăm chỉ với cái công việc làm thêm suốt cái thời gian vừa qua sẽ nhận được cái phần thưởng xứng đáng với mình. Ngoài ra, với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng có thể phát tài nhờ cái vận may của mình trong ngày hôm nay nữa đó nhé.
Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, bình tĩnh suy nghĩ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, tình cảm không chắc chắn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, mâu thuẫn với con cái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, điểm sáng về tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, vận may phát tài. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi bạn cần tránh qua lại với quan lại xấu trong chính quyền nhé. Và bạn tuổi Mùi ạ, nếu gặp những người không đứng đắn, bạn hãy chủ động giữ khoảng cách với họ, không nên hơn thua trực tiếp, bởi bạn là người rất có thể sẽ phải chịu thiệt thòi đó. Và bạn tuổi Mùi ạ, bạn là người nhanh nhẹn và chính nghĩa, tuy nhiên lại rất dễ bị kích động, và khi biết đến cái thông tin gì, bạn cần phải chú ý lắng nghe nhiều chiều để đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất, không nên để cho dư luận rắc mũi mình bạn tuổi Mùi nhé. Trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn với gia đình rất chi là hòa hợp. Và bạn tuổi Mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Và bạn cũng hiểu rằng trên đời này, dù có là thiên tài hay là địa vị gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân của mình đâu đó bạn tuổi Mùi nhá. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, không nên hơn thua. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tránh xa kẻ xấu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, giữ đầu óc tỉnh táo. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, biết chăm lo cho gia đình rồi đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào cái sự thông minh và khéo léo của mình. Và bản mệnh tuổi Thân có thể gây được ấn tượng sâu sắc cho mọi người ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên tiếp xúc với bạn. Đoạn. Còn về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này đang có được những cái bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được những cái điểm mạnh ở bạn, và một khi bạn đã được đứng ở một cái vị trí cao hơn thì bạn nên chủ động, càng ngày càng phải cố gắng để phát huy cái khả năng của mình hơn trước gấp nhiều lần bạn tuổi Thân nhé. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, ngày này thích hợp cho cái việc xuất hành đi xa hay là thực hiện những cái công việc quan trọng, bởi bạn đang có sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao Địa Tài, sao Kim Đường, làm cho bạn có được cái vận may về tiền bạc, về tài lộc đến tay với mình đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, thông minh, khéo léo. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, tạo ấn tượng tốt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, được cất nhắc nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao,
tình cảm. 4 sao, quân số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay do bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình, cho nên với bạn tuổi Dậu khi gặp phải những người không vừa ý với bạn tuổi Dậu, bạn lại trở nên khá chi là nóng nảy. Bạn đang có cái xu thế nói năng mà chẳng kiêng nể ai, chẳng suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, và cái điều này rất dễ gây tổn thương cho người khác lắm đó bạn tuổi Dậu nhé. Và bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày thứ tư này cũng cần phải chú ý tới cách diễn đạt để tránh những cái rắc rối không đáng có thể xảy ra với mình. Chẳng ai muốn phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng nên cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và chỉ trích người khác như vậy nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang có được cái sự may mắn về cái phương diện tình cảm nhé. Ngày này, cái mối quan hệ giữa bạn với người nhà luôn được tốt đẹp. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy tâm sự những điều khó xử với nửa kia của mình. Người ấy chính là người thấu hiểu bạn nhất và có thể đưa ra cho bạn những cái hướng giải quyết đúng đắn nhất nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, nói năng không suy nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, chú ý cách ăn nói. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tâm sự với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, vợ chồng ăn ý. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo sẽ gặp phải đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại gây ra cho bạn nhé. Và bạn tuổi Tuất có thể phát hiện những người tưởng chừng như thân thiết đang trở mặt hãm hại mình. Dưới cái tình huống như vậy, bạn đừng có quá bi quan, hãy coi đây là cái cơ hội để cho bạn từ bỏ một kẻ không xứng đáng làm bạn với mình bạn tuổi Tuất nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng đang có cái dấu hiệu bất ổn, và bạn tuổi Tuất, bạn hãy nhanh chóng tìm ra cái nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay lập tức. Đừng có thờ ơ để rồi quan hệ giữa hai bên ngày càng trở thành lạnh nhạt, xa cách bạn tuổi Tuất nhé. Và xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất á, ngày này rất phù hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi đâu đó thì bạn nên đi theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Đây là hai cái hướng để cho bạn gặt hái được nhiều cái sự may mắn, dễ dàng thành công hơn với mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, bạn bè phản bội. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, không nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, vợ chồng lạnh nhạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, thích hợp xuất hành. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, công việc rắc rối đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi lại đang trên đà thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Hợi, cái mối quan hệ giữa bạn và gia đình rất chi là in ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì. Nhờ vậy mà nửa kia cảm thấy mình luôn được yêu thương và tôn trọng nữa rồi. Được. Trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Hợi, nhân duyên khác giới, đối với những bạn đang còn độc thân thì khá chi là vượng sắc. Bạn mạnh nên nhiệt tình tham gia vào những cái buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè, rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình ở đó. Và bạn tuổi Hợi, bạn đừng có ngần ngại chủ động bắt chuyện với người khác nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi Hợi, bạn thường hay đưa ra những cái quyết định nóng vội, bốc đồng trong công việc. Và bạn tuổi Hợi, bạn cần phải sửa đổi cái tật xấu này, nếu không bạn rất dễ lâm vào cái sự rắc rối khó có thể giải quyết được lắm đó bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, gia đình hòa hợp; tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tôn trọng nửa kia; tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, chủ động hơn; tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, gặp người như ý; tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, suy nghĩ bốc đồng đó. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và gặp lại.